Khánh Hòa khẩn trương tiêm vaccine COVID-19 ngoài giờ hành chính. Thưa quý vị, đã vượt mốc tổng cộng hơn 60.940 ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, nhưng hầu hết các bệnh nhân đều có triệu chứng nhẹ hoặc không triệu chứng. Việc thích ứng an toàn và tiêm vaccine COVID-19 được triển khai mạnh. Phòng dịch COVID-19 và đẩy mạnh dạy học trực tiếp Sau một thời gian triển khai dạy học trực tiếp ở nhiều cấp học, mức độ bao phủ vaccine COVID-19 đối với học sinh từ 12 đến 17 tuổi ngày càng cao nên Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa vừa có yêu cầu mới về dạy học trực tiếp thích ứng linh hoạt. Theo đó, ngành Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa yêu cầu đối với các phòng giáo dục và đào tạo phải căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố xem xét quyết định việc tổ chức dạy học trực tiếp đối với tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn ngay trong học kỳ 2 năm học 2021-2022. Đối với các đơn vị trực thuộc, Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa, các trung tâm ngoại ngữ, tin học, các cơ sở giáo dục kỹ năng sống, căn cứ và đặc điểm, tình hình cụ thể của đơn vị, cũng như tình hình, diễn biến của dịch COVID-19 để quyết định việc tổ chức dạy học trực tiếp trong học kỳ 2, năm học 2021-2022, không thực hiện chia nhỏ lớp, giảm sĩ số học sinh. Khi triển khai các cơ sở, đơn vị phải xây dựng các phương án, kế hoạch dạy học linh hoạt để sẵn sàng chuyển sang các hình thức dạy học khác khi dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Nhiều phụ huynh học sinh cho biết, việc yêu cầu cho tất cả các cơ sở giáo dục ở các địa phương của Khánh Hòa dạy học trực tiếp là phù hợp trong bối cảnh nhiều học sinh đã được tiêm vaccine COVID-19. Bên cạnh đó, từng phụ huynh lẫn học sinh đã nắm vững các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Bên cạnh việc thích ứng an toàn với COVID-19, ngày hôm qua, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 Khánh Hòa có chỉ đạo khẩn yêu cầu tăng cường tiêm vaccine COVID-19 ngoài giờ hành chính, bởi thực tế một số địa phương của Khánh Hòa, người dân chưa sắp xếp được thời gian để các điểm tiêm trong giờ hành chính do cuối năm áp Tết tập trung kinh doanh sản xuất. Ngành Y tế Khánh Hòa, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố ở Khánh Hòa khẩn trương tiêm vaccine COVID-19 vào ban đêm, thứ Bảy, Chủ nhật hoặc hỗ trợ tiêm tại nhà để tất cả người dân đều được tiêm vaccine COVID-19 đúng quy định, thời gian, bảo đảm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Trước việc làm khẩn trương của tỉnh Khánh Hòa, nhiều công nhân, lao động vui mừng cho biết. Cận Tết, hàng hóa nhiều hầu như không được nghỉ trong giờ hành chính. Do địa phương hỗ trợ tiêm ban đêm, tiêm chủ nhật thì rất thuận lợi, ai cũng có thể bố trí thời gian để đi tiêm. Tiêm đầy đủ vaccine COVID-19 cũng chính là góp phần bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng trong cuộc chiến chống COVID-19. Tính đến hết ngày 20 tháng 1, Khánh Hòa đã tiêm được 2.517.557 liều vaccine COVID-19, trong đó mỗi một là 1.081.459 người. Mũi 2 là 1.033.417 người. Mũi 3 là 459.126 người. Trẻ em từ 12 đến 17 tuổi đã tiêm mũi 1 là 114.500 người, tỷ lệ 102,8%. Mũi 2 đã tiêm là 104.297 người, tỷ lệ 93,6%. Trong đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến hết ngày 21 tháng 1 năm 2022, số ca mắc COVID-19 ghi nhận trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa là 60.941 ca, trong đó có 53.206 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Chỉ có 1 trên 9 huyện, thị xã, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới, đó là trường Sa. Hiện đã có tổng 53.206 bệnh nhân khỏi ra viện. Tổng số bệnh nhân tử vong là 256 trường hợp, số bệnh nhân đang điều trị là 5.120. Đã phân bổ khoảng 450.000 liều thuốc Monopiravir để điều trị F0 có kiểm soát Thưa quý vị, Bộ Y tế cho biết đến nay có khoảng 450.000 liều thuốc Monupiravir được phân bổ cho 53 địa phương trong chương trình thí điểm điều trị có kiểm soát cho các trường hợp mắc COVID-19 thể nhẹ. Tính đến ngày hôm nay, Bộ Y tế cho biết đã phân bổ khoảng 450.000 liều thuốc Monupiravir phục vụ điều trị bệnh nhân COVID-19 thể nhẹ tại 53 địa phương. Trước đó vào tháng 8 năm 2021, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành phố phía Nam, trên cơ sở kết quả những nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng thuốc Monopiravir cho thấy tính an toàn và hiệu quả của thuốc, Bộ Y tế đã chỉ đạo các đơn vị nghiên cứu bệnh viện phổi trung ương, Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các sở y tế để triển khai chương trình thí điểm điều trị có kiểm soát thuốc Monopiravir cho các trường hợp mắc COVID-19 thể nhẹ. Việc triển khai chương trình thí điểm điều trị có kiểm soát thuốc Monopiravi cho các trường hợp mắc COVID-19 thể nhẹ, tuân thủ đề cương nghiên cứu khoa học, chặt chẽ đã được Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia thẩm định, chấp thuận và được Bộ Y tế phê duyệt. Các tiêu chí tuyển chọn được tiến hành theo đề cương nghiên cứu, tuân thủ các tiêu chí lựa chọn và loại trừ bệnh nhân trong các thử nghiệm lâm sàng trong giai đoạn nghiên cứu phát triển thuốc. Trong đó tiêu chuẩn lựa chọn bao gồm đối tượng phải trên 18 tuổi, có SPO2 lớn hơn hoặc bằng 94%, có thể dùng thuốc bằng đường ống. Tiêu chuẩn loại trừ bao gồm người bệnh quá mẫn hoặc chống chỉ định với thuốc, tiên sử mắc virus viêm gan B hoặc C, kèm sơ gan, bệnh gan giai đoạn cuối, ung thư tiểu mô tế bào gan, tiên sử viêm tụy cấp, viêm tụy mạn, tổn thương thận cấp hoặc suy thận nặng, phụ nữ có thai đang cho con bú. Thuốc cũng đã được đưa vào hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành theo quyết định số 4689, sử dụng trong phạm vi nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng theo đề cương nghiên cứu đã được Bộ Y tế phê duyệt. Các kết quả báo cáo giữa kỳ của chương trình tại 22 tỉnh, thành phố cho thấy thuốc Monopiravi có tính an toàn cao, dung nạp tốt, hiệu quả rõ rệt về giảm tài lượng virus, giảm lây lan, giảm chuyển nặng, rút ngắn thời gian điều trị với tỷ lệ bệnh nhân. Bộ Y tế đã có một số văn bản đề nghị các địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, thông tin quảng cáo thuốc dùng trong phòng chống COVID-19. Trong đó có thuốc Monopiravi và xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt các trường hợp kinh doanh thuốc không rõ nguồn gốc, tăng giá thuốc bất hợp lý. Mới đây, Bộ Y tế đã có thông tin báo chí về thuốc Monopiravi và các cảnh báo thận trọng khi dùng thuốc. Theo đó, để đảm bảo an toàn, hiệu quả, chỉ sử dụng thuốc Monupiravir khi có đơn của bác sĩ theo đúng chỉ định, các giới hạn sử dụng và các cảnh báo thận trọng của thuốc. Không tự ý mua, sử dụng thuốc Monupiravir trôi nổi, không rõ nguồn gốc, xuất xứ trên thị trường. Trong quá trình sử dụng thuốc Monupiravir, nếu gặp phải bất kỳ phản ứng có hại nào của thuốc, cần thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ để được tư vấn và xử trí kịp thời. Đảo mắt, di chứng COVID cần cẩn trọng Thưa quý vị! Đỏ mắt là một triệu chứng COVID-19 có thể kéo dài sau khỏi bệnh, không gây khó chịu hoặc hơi đau, do một số trường hợp di chứng đỏ mắt đáng lo ngại. Tiến sĩ bác sĩ Hoàng Thanh Tuấn, phó chủ nhiệm khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Viện Bỏng Quốc gia, người sáng lập nhóm tư vấn hỗ trợ online chăm sóc điều trị F0 tại nhà, đang tư vấn điều trị cho một vài F0 bị di chứng đỏ mắt. Một người đàn ông 38 tuổi sau mắc COVID-19, mắt vẫn còn bị đỏ hai bên, kèm hơi đau nhức, kéo dài nhiều ngày. Song thị lực không bị ảnh hưởng nhiều, anh lo lắng vì hiếm thấy tình trạng này. Không biết có nguy hiểm hay không, có phải sông gừng xả hay can thiệp gì không? Bệnh nhân hỏi bác sĩ. Bác sĩ cho biết, mắt bị đỏ là do các mạch máu trong mắt, sưng to và giãn ra, biểu hiện của tình trạng bệnh lý, nhãn khoa hay hệ thống. Tình trạng này có thể lành tính hoặc nghiêm trọng tùy thuộc vào những triệu chứng đi kèm như giảm thị lực, đau nhức mắt, cộm trói mắt. Khoảng 11% người mắc COVID-19 có các triệu chứng đỏ mắt, thường gặp nhất là viêm kết mạc, chiếm 89%. Viêm kết mạc là một bệnh nhiễm trùng mắt thường gặp, nguyên nhân do virus hoặc vi khuẩn. Đôi khi do một số tác nhân kích ứng, có thể dễ dàng điều trị và tránh được. Bệnh nhân có triệu chứng đỏ mắt biểu hiện các phần màu trắng của mắt trở thành màu hồng hoặc đỏ, không gây khó chịu hoặc mắt có thể bị đau, cảm giác ngứa hoặc cộm, chảy nhiều nước mắt và nhiều dị mắt. Khi mắc COVID-19, sự lây truyền nCoV qua lớp phim nước mắt có thể tồn tại, thậm chí sau khi người bệnh đã khỏi, dẫn đến di chứng đỏ mắt hậu COVID. Các nghiên cứu thế giới báo cáo điều này ngay từ đầu xuất hiện dịch. Một bệnh nhân nữ 65 tuổi du lịch từ Vũ Hán đến Italia vào tháng 1 năm 2020 nhập viện với triệu chứng ho, đào họng và viêm kết mạc cả hai mắt. Các triệu chứng ở mắt người này đã hồi phục sau 20 ngày. Các nhà nghiên cứu vẫn còn tìm thấy các phân tử ANA virus ở ngày thứ 27 trong một số trường hợp dấu hiệu đỏ mắt không đơn thuần là viêm kết mạc mà là một số tình trạng nguy hiểm hơn như viêm màng bồ đào trước một tình trạng viêm phần trước nhãn cầu liên quan đến bệnh lý đáp ứng viêm hệ thống đa cơ quan ngoài ra covid 19 có thể ảnh hưởng lên võng mạc và hắc mạc phần phía sau nhãn cầu thông qua tình trạng thiếu máu viêm mạch tổn hại tế bào nội mô mạch máu võng mạc dẫn đến tình trạng tắc tĩnh mạch võng mạc nặng hơn là tắc động mạch võng mạc gây mù không hồi phục Bệnh nhân COVID-19 có thể có tình trạng viêm thần kinh thị do virus xâm nhập trực tiếp vào thần kinh mắt hoặc do cơn bão sitokai, biểu hiện mất thị lực, liếc mắt thì cảm thấy đau, khám thấy phản xạ ánh sáng bất thường và phù gai thị. Bên cạnh đó, nếu thiếu máu tổn hại một phần võng mạc có thể gây nên triệu chứng mất một vùng nhìn, bệnh nhân không thể thấy rõ một vùng thị trường. Các triệu chứng khác có thể có ở phía sau nhãn cầu bao gồm thoái hóa võng mạc, viêm màng bồ đào sau, tổn thương đa ổ trên võng mạc. Bởi vậy, nếu bị đỏ mắt, kèm các dấu hiệu bất thường cần phải có sự đánh giá của bác sĩ chuyên khoa mắt. Để phòng tránh di chứng đỏ mắt hậu COVID-19, ngay từ khi mắc bệnh nên chuẩn bị sẵn nước muối sinh lý NaCl 0,9% loại 10ml để nhỏ mắt. Nước muối sinh lý có tác dụng rửa trôi virus và các yếu tố gây viêm khỏi bề mặt nhãn cầu, giúp sự hồi lưu nước mắt và hồi phục nhanh hơn trong các trường hợp đau đỏ mắt các loại thuốc khác dùng để điều trị đau mắt đỏ khi mắc COVID-19, cần tham vấn bác sĩ không nên tự ý nhỏ thuốc, trá thuốc, sông hơi. Thời điểm và liều lượng sử dụng các loại thuốc nhỏ mắt, thuốc trá mắt kháng sinh, kháng viêm rất quan trọng, vì nếu sử dụng không đúng có thể khiến bệnh nặng lên hoặc kéo dài hơn, hoặc có các tác dụng phụ khác không mong muốn, khô mắt, tăng nhãn mắt, mù mắt. Bên cạnh đó, bôi bổ tổng trạng, uống đủ nước, uống thêm các loại vitamin A, C, E, giữ tinh thần thoải mái, lạc quan, điều trị COVID-19 theo hướng dẫn của bác sĩ. Khi tình trạng COVID-19 đỡ hơn, triệu chứng ở mắt cũng sẽ đỡ một phần. Cần khám bác sĩ chuyên khoa sớm nếu mắt cảm thấy mở đi hoặc đau nhức mắt. Bác Giang dỡ bỏ các chốt kiểm soát dịch COVID-19 từ ngày 22 tháng 1. Thưa quý vị, nhằm tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận lợi, ngày hôm qua, huyện Hiệp Hòa là địa phương đầu tiên của tỉnh Bắc Giang dỡ bỏ chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19. Theo dự báo của các cơ quan chức năng tỉnh, tình hình dịch bệnh vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. Số lượng người dân làm ăn xa trở về quê ngày một tăng vào dịp giáp Tết. Tuy nhiên, để người dân làm quen, thích ứng dần với công tác phòng chống dịch trong tình hình mới cũng như tạo thuận lợi cho người dân về quê và hoạt động lưu thông hàng hóa, ngày 21 tháng 1, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang chỉ đạo các huyện, thành phố dỡ toàn bộ các chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19. Thực hiện chỉ đạo trên, các huyện và thành phố đã nhanh chóng triển khai việc dỡ các chốt kiểm soát. Huyện Hiệp Hòa giáp danh với nhiều tỉnh, thành phố như Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên, huyện bắt thành lập hai chốt kiểm soát phòng chống dịch tại cầu Vát, xã Hợp Thịnh và cầu Đông Xuyên, xã Mai Đình từ tháng 7 năm 2021. Trung bình mỗi ngày, tại hai chốt này có hàng nghìn lượt người, phương tiện lưu thông. Trong thời gian hoạt động, lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện 18 F0, góp phần giúp địa phương kiểm soát được tình hình dịch bệnh đúng 12 giờ ngày hôm qua, tại cả hai chốt kiểm soát, lực lượng chức năng đồng loạt dỡ bỏ lán bạt, barrier, thu dọn bàn ghế, dụng cụ, phương tiện làm việc tại đây. Anh Lê Thanh Hà ở thôn trung tâm, xã Hợp Thịnh cho biết, tôi thường xuyên đi qua chốt cầu vát nên khi dỡ chốt kiểm soát tôi rất phấn khởi vì đi lại thuận lợi. Tôi đã được nghe loa truyền thanh ở nơi cư trú thông báo về những biện pháp quy định về phòng chống dịch trong Tết. Do đó, dù được đi lại thoải mái, tôi vẫn sẽ tự giác và nhắc nhở người thân cẩn trọng để giữ gìn cho bản thân và cộng đồng. Theo ông Phạm Văn Nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Hòa, sau khi dỡ chốt, huyện tăng cường tiêm vaccine, tiếp tục tuyên truyền nâng cao ý thức phòng dịch trong nhân dân. Các trường hợp đi từ vùng dịch về vẫn phải đến trạm y tế khai báo thông tin. Huyện sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm tổ chức cá nhân vi phạm quy định về phòng chống dịch. 13 giờ 30 phút cùng ngày, tại huyện Lục Nam, lực lượng chức năng tiến hành dỡ bỏ lều bạt, thu dọn trang thiết bị, phương tiện tại chốt kiểm soát tại tỉnh Lộ 293 ở thôn Muối, xã Lan Mẫu. Trung tá Ngụy Hữu Hùng, đội trưởng đội cảnh sát giao thông và trật tự công an huyện Lục Nam cho biết, chốt kiểm soát tại đây được thành lập từ nhiều tháng nay với mục đích kiểm soát, ngăn ngừa các nguồn dịch xâm nhập vào địa bàn. Trước đây, tổ duy trì từ 6 đến 10 thành viên gồm lực lượng công an, y tế, dân quân tự vệ, thanh niên. Sau khi dỡ bỏ chốt kiểm soát, chúng tôi tăng cường công tác phòng ngừa tại cơ sở thông qua quản lý lưu trú. Cán bộ tham gia làm nhiệm vụ tại chốt sẽ tăng cường về các xã, thị trấn để hỗ trợ công tác phòng chống dịch và bảo đảm an ninh trật tự địa bàn. Theo kế hoạch, 16 giờ ngày hôm qua, thành phố Bắc Giang cũng đã dỡ 5 chốt vào thành phố. Các huyện Việt Yên, Sơn Động trong ngày hôm qua cũng sẽ hoàn thành dỡ chốt. Việc tháo các chốt kiểm soát là tín hiệu đáng mừng từ kết quả của công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp và Tết Nguyên đán cận kề, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân vẫn phải tuân thủ nghiêm quy định phòng chống dịch, không được chủ quan lơ là để bảo vệ sức khỏe, không làm lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Biến chứng COVID-19 dễ bị nhầm với viêm ruột thừa. Thưa quý vị, bé trai 8 tuổi bị biến chứng viêm đa hệ thống do COVID-19 biểu hiện sốt cao, đau họng, nôn ói tương tự viêm ruột thừa. Ngày hôm qua, bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng thành phố cho biết, trước nhập viện 2 ngày, trẻ đã liên tục sốt 39 đến 40 độ C, uống thuốc hạ sốt không hiệu quả. Trẻ than đau bụng quanh rốn lan xuống hố trậu phải, buồn ói. Ói 4 đến 5 lần ra thức ăn, dịch trong không nhảy máu, tiêu phân vàng lỏng 5 đến 6 lần trên ngày. Lúc nhập viện, trẻ lừ đừ, nhịp tim nhanh 160 lần trên phút, mạch nhẹ, huyết áp kẹp, thở nhanh, bụng chướng nhẹ, ấn đau hố trậu phải, siêu âm thấy ruột thừa, viêm sung huyết, hai mắt trẻ đỏ nhẹ, có hồng da ở tay chân. Test nhanh COVID-19 trẻ âm tính. Tuy nhiên, xét nghiệm định lượng kháng thể nCoV trong máu dương tính. Trong khi đó, trẻ chưa tiêm vaccine phòng COVID-19. Các bác sĩ xác định trẻ từng mắc COVID-19 và đã khỏi bệnh. Xét nghiệm máu thấy có biểu hiện phản ứng viêm tăng mạnh. Các bác sĩ chẩn đoán trẻ bị hội chứng viêm đa hệ thống liên quan COVID-19, nguy cơ có thể sốc. Ngay lập tức, bệnh nhi được chỉ định truyền dịch chống sốc, sử dụng thuốc vận mạch sớm, truyền corticoid liều cao, chống đông, kháng sinh phổ rộng, đồng thời hỗ trợ hô hấp. Ngoài ra, các bác sĩ chụp CT ổ bụng loại trừ viêm ruột thừa cấp. Do đó, tránh cho trẻ cuộc mổ không cần thiết. Bệnh nhi cũng được điều trị hỗ trợ điều chỉnh rối loạn điện giải, kiềm toan, đường huyết, hạ sốt, dinh dưỡng. Sau hơn một tuần điều trị, tình trạng trẻ cải thiện dần, hết sốt, hết đau bụng, mạch huyết áp ổn định, không cần thở oxy, tự ăn uống tốt. Theo bác sĩ Tiến, đây là trường hợp hội chứng viêm đa hệ thống ở trẻ em có biểu hiện giống tình trạng viêm ruột thừa cấp. Nếu không được chẩn đoán chính xác, dễ đưa đến xử trí mổ không cần thiết. Hội chứng viêm đa hệ thống có thể gặp ở trẻ sau 2 đến 6 tuần khỏi COVID-19. Lúc này trẻ có thể bị sốt cao, đau bụng, tiêu chảy, đỏ da, lưỡi đỏ, các ngón tay chân sưng nhẹ, hồng ban, tim đập nhanh, mạch vành có thể giãn. Đây là hội chứng đặc trưng chỉ có ở trẻ em, chưa ghi nhận ở người lớn, Hội chứng này được Bộ Y tế ghi nhận là một trong năm biến chứng COVID-19 nặng ở trẻ em. Nếu không phát hiện và điều trị kịp thời, trẻ có thể hạ huyết áp hoặc sốc, suy giảm chức năng tim, tổn thương màng tim, viêm màng ngoài tim, bất thường mạch vành, rối loạn đông máu, rối loạn tiêu hóa cấp tính. Bác sĩ cũng lưu ý phụ huynh khi thấy trẻ sốt cao trên 2 ngày, nổi hồng ban da, đỏ mắt, đau bụng, tiêu chảy, nôn ói hay đưa trẻ đến cơ sở y tế có chuyên khoa nhi để được bác sĩ thăm khám, xét nghiệm định bệnh chính xác, điều trị thích hợp kịp thời. Ngoài hội chứng viêm đa hệ thống như trên, trẻ có thể mắc rời, rubella, sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng, nhiễm trùng máu, viêm ruột thừa. Thai phụ đột quỵ do rối loạn đông máu COVID. Thưa quý vị, chị Bùi Thị Thanh Mai, 24 tuổi, mang thai 9 tuần, bị đột quỵ nhồi máu não, xuất huyết não dưới nhện do COVID-19 và máu thiếu yếu tố kháng đông. Tháng 12 năm 2021, chị Mai thường xuyên nôn ói, đau đầu, chóng mặt. Nhìn một người mà thấy hai, tay phải tê dần. Bác sĩ phòng khám tư chẩn đoán chị bị ốm ngén thai kỳ và tụt canxi. Tuy nhiên, vừa từ phòng khám về đến nhà, chị ngã gục, co giật, nửa người bên phải yếu liệt, người nhà đưa đến một bệnh viện phụ sản cấp cứu. Bác sĩ tại đây phát hiện chị vừa mắc COVID-19, vừa đột quỵ thể nhồi máu não ở tĩnh mạch nội sọ chuyển tuyến đến bệnh viện chuyên khoa. Điều trị qua giai đoạn cấp, bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện phục hồi chức năng và điều trị bệnh nghề nghiệp thành phố Hồ Chí Minh ngày 9 tháng 12 năm 2021. Bác sĩ Phan Thái Hảo, trưởng khoa nội tim mạch lão khoa, bệnh viện phục hồi chức năng và điều trị bệnh nghề nghiệp thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm qua cho biết khi nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng lơ mơ, nôn ói nhiều và co giật. Kết quả chụp MRI trước đó cho thấy bệnh nhân bị tắc nghẽn tĩnh mạch nội sọ dẫn đến ứ trệ máu trong não hậu quả là xuất huyết dưới nhện giải rác chỗ dẫn lưu dịch não tủy từ não về tủy sống đây là tình huống phức tạp và nguy hiểm nếu dùng thuốc kháng đông sẽ làm tan cục huyết khối giải quyết được vấn đề chính là nhồi máu não tuy nhiên thai phụ đứng trước hai nguy cơ một là thuốc kháng đông ảnh hưởng tới thai nhi có thể gây sảy thai dị tật xuất huyết thai phải đình chỉ thai kỳ để cứu mẹ hai là thuốc sẽ làm tình trạng xuất huyết dưới nhện nặng nề hơn Đồng thời, nhồi máu não tĩnh mạch nội sọ là vị trí lạ, hiếm gặp, khiến bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân bị thiếu chất kháng đông máu, chứ không đơn thuần là rối loạn tăng đông do COVID-19. Do đó, bác sĩ Hảo cho bệnh nhân chụp MRI lần 2, tiến hành các xét nghiệm kiểm tra thành phần máu, xét nghiệm đánh giá lượng kháng đông heparin trong máu bệnh nhân dựa trên anti-XA để điều chỉnh lượng thuốc kháng đông heparin phù hợp. Kết quả xét nghiệm cho thấy, chị Mai bị thiếu protein S một chất kháng đông máu tự nhiên, cộng thêm biến chứng rối loạn đông máu do mắc COVID-19 dẫn đến cơ đột quỵ. Theo bác sĩ Hảo, chị Mai là một trường hợp tứ chứng khá hiếm gặp, gồm huyết khối tĩnh mạch nội sọ, thiếu protein S, có thai và nhiễm COVID-19. Tình trạng nhồi máu và xuất huyết não đã giảm nhẹ, các bác sĩ cân nhắc kỹ nguy cơ, lợi ích điều trị, chỉ định bệnh nhân tiếp tục sử dụng thuốc kháng đông máu heparin. Theo dõi diễn tiến sức khỏe mẹ và thai nhi, Mặc dù vậy, ở liều thuốc thông thường 5.000 đơn vị, cục máu đông vẫn không tan. Bác sĩ phải tăng thuốc liều cao 2,5 lần, lên tới 12.500 đơn vị. May mắn, bệnh nhân đáp ứng điều trị, tình trạng dần cải thiện. Sau 3 ngày, chị Mai đã ngồi dậy, tự ăn uống được. Mẹ con tôi như trở về từ cõi chết. Chị Mai nói khi nhớ lại những ngày nằm viện căng thẳng. Hiện, chị Mai đã xuất viện khỏi COVID-19. Nửa người bên phải đã hồi phục hoàn toàn, không còn yếu liệt, đau đầu, nôn ói thai nhi đã được 16 tuần, khỏe mạnh, ổn định. Do máu thiếu protein S nên nguy cơ tái đột quỵ thường trực. Chị Mai phải duy trì tái khám, tiêm thuốc kháng đông kéo dài và theo dõi thai kỳ đều đặn. Dự kiến đến kỳ sinh nở, chị sẽ tạm ngưng thuốc thời gian ngắn, từ lúc chuyển dạ và vượt cạn an toàn. Thưa quý vị, những thông tin về tình hình dịch COVID-19 vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật tình hình đến cho quý vị và các bạn để đẩy lùi dịch bệnh. Kính mong quý vị và các bạn cùng thực hiện đúng 5K của Bộ Y tế để bảo vệ mình, người thân và cả cộng đồng. Để xây dựng và phát triển, chúng tôi rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quý vị. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.